các cái thay đổi của sản phẩm xảy ra trong quá trình nấu. Cái hình này nó hay lắm, nó ôn lại nhiều thứ lắm. Đầu tiên là ôn gì? Cooking medium là môi trường gia nhiệt, môi trường để cung cấp nhiệt, làm nóng thực phẩm đó. Cooking temperature là khoảng nhiệt độ. Physical and chemical changes là những thay đổi về vật lý và hóa học. Microbiological factor là những thay đổi về vi sinh vật. Đầu tiên quay trở lại môi trường gia nhiệt. Cái từ cooking này là từ chung, có nghĩa là xử lý nhiệt hay chung. Mình có là không khí hoặc là bề mặt kim loại metal, hoặc là dầu, hoặc gì nữa đây? Nước. Đây là các môi trường gia nhiệt thông thường. Không khí, ví dụ như cái lò nướng chẳng hạn, mình phải gia nhiệt không khí lên để không khí nó truyền nhiệt vào sản phẩm của mình, thì dùng không khí. Khi mình dùng không khí thì mình có thể xử lý nhiệt thực phẩm từ nhiệt độ trên 63 độ là bắt đầu nhiệt độ tiêu diệt vi sinh vật nè, đến 200 độ hơn lận. Cái lò của mấy em ở nhà có thể đặt đến 250 độ cũng được, tối đa 230, 250 gì đó. Có nghĩa là người ta dùng không khí, người ta có thể chỉnh một khoảng nhiệt độ rộng vậy. Bề mặt kim loại có thể làm môi trường gia nhiệt. Ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ có một số quán em thấy kebab với kebab không? Đó, người ta cạo 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 cái thịt ra, cái ở dưới này người ta làm một cái bề mặt kim loại mà nó gia nhiệt, nó nóng mà nó thả thả ra, người ta chiên chiên xào xào làm nóng ở dưới này nè. Ta dùng bề mặt kim loại. Rồi dầu như chiên chẳng hạn. Khi mình chiên thì nhiệt độ thường thường là nhiệt độ trên 140 cao. Ăn nó ngon, bắt đầu nó hơi cháy cháy xém xém, nó tạo ra hương thơm, chất béo nó thơm, ngon ngậy. Nhưng mà chiên với nướng này kia là cũng tăng nguy cơ không tốt về sức khỏe. Như mình nói bữa trước là gì? Nitrosamine. Mình nói là gì? Acrylamide. Rồi nước cũng có thể là môi trường gia nhiệt. Bình thường ở áp suất khí quyển mình dùng nước thì mình gia nhiệt đến bao nhiêu độ? 100 độ thôi. Đó, từ chỗ này trở lên nè. Nhưng mà nước cũng có thể dùng gia nhiệt nhiệt độ cao hơn nếu áp suất được giữ là cao hơn. Tăng áp suất cũng có thể tăng nhiệt độ của nước, của hơi nước lên trên 100 độ. Tiệt trùng cũng được. Ok, đến qua đến phần nhiệt độ nấu nè. Từ nhiệt độ đâu khoảng 45 độ C đến 62, 3 độ C thì đây là khoảng nhiệt độ mà thực phẩm sẽ có vị nóng. Em ăn đồ ăn mà em muốn nóng, em giữ ở khoảng nhiệt độ này, 42 đến 62. Còn nếu 70 độ C trở lên là không chỉ nóng mà em ăn là em nấu luôn cái lưỡi của em luôn. Em sẽ gây biến tính protein cái lưỡi, em vừa ăn thịt heo mà em vừa ăn thịt của em luôn cũng không chừng. Yeah. Ví dụ như steak nè, cái rare cook này ở nhiệt độ chỗ này thôi, nó biến tính một ít protein thôi, chưa có đủ chín. Medium rồi medium well, thậm chí well done cook là nhiệt độ như đây chứ nhiều. Tiếp theo là bên thay đổi về vật lý và hóa học. Khoảng nhiệt độ 40 độ C là chất béo sẽ tan chảy. Khoảng nhiệt độ đâu từ 40 đến 60 là protein tương cơ bị biến tính. Protein mà ở trong dịch lỏng của cơ là tương cơ. Protein hòa tan nó dễ biến tính. Tăng lên trên nữa là protein sợi cơ sẽ biến tính. Protein sợi cơ là có hai loại là gì vậy gì? Myosin và actin. Có nghĩa là nhiệt độ biến tính của protein sợi cơ là lớn hơn của protein hòa tan trong dịch cơ, trong tương cơ. Ở khoảng nhiệt độ 50, collagen không bị mềm mà bị co lại. Collagen trong da, trong gân rồi đó. Khi nhiệt độ mà lên đến đâu đó ở vòng 100 độ C thì protein collagen mới bị mềm. Em luộc da ở 100 độ C, em luộc đủ thời gian lâu là cái da nó mềm ra và em ăn được. Còn nếu em ngâm trong nước 50 độ C thì nó chưa có đủ mềm đâu. Nó sẽ co lại còn dai hơn nữa. Myoglobin bị biến tính ở khoảng nhiệt độ này. Thay đổi về vi sinh vật, nhiệt độ từ 7 độ C đến 63 độ C, đây là khoảng nguy cơ của sự phát triển vi sinh vật, đây gọi là vùng nguy hiểm, vùng nguy cơ, vùng mình cần tránh. Nhiệt độ từ 63 đến 100 độ C là nằm trong cái khoảng thanh trùng, tiêu diệt tế bào sinh dưỡng hay tiêu diệt bào tử? Tế bào sinh dưỡng. Nhiệt độ trên 100 trở lên thì là tiệt trùng.
trong đó có tiêu diệt cả bào tử và sinh dưỡng. Phần hóa học hồi nãy mình quên bàn là phản ứng Maya, phản ứng Karamen xảy ra với carbohydrate. Đây là những phản ứng thuộc trong nhóm gì? Non-enzymatico Browning reaction, phản ứng hóa nâu không phải do enzyme. Đó, nhiệt độ nó phải cao, nó phải có carbohydrate. Maya thì phải có đường khử với protein. Còn caramel là phải có đường, đường nào cũng được, miễn đường và nhiệt độ cao. Cái hình này nó hỗ trợ ôn lại mấy em rất là nhiều thứ. Ok, slide này mấy em tự về nhà đọc nha.